Theo quy định, năm nay ngày 1 tháng 1 năm 2024 là ngày thứ hai, do vậy người lao động sẽ được nghỉ một ngày. Tuy nhiên, phần lớn người lao động kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần khiến cho kỳ nghỉ của họ kéo dài thành 3 ngày. Điều này đã khiến cho các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội có lượng xe cộ tăng vọt vào chiều 29 tháng 12, sau buổi làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ. Theo ghi nhận của tuổi trẻ online, điểm nóng nhất về giao thông tại thủ đô là cửa ngõ phía Nam các luồng xe cộ đều hướng vào tuyến vành đai 3 cùng cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ, quốc lộ 1 tạo nên nhiều điểm nghẽn kéo dài hàng km tại đường vành đai 3, đường giải phóng Ngọc Hồi vành đai 2. Tình trạng ùn um tắc khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Tới 19 giờ cùng ngày, nút giao Pháp Vân vành đai 3 tiếp tục là điểm nóng nhất về giao thông của thành phố khi mọi con đường đều có dòng xe cộ đông đúc đổ về đây. Do phương tiện quá đông gây quá tải, cảnh sát giao thông đã phải tạm cấm phương tiện từ cao tốc Pháp Vân đi thẳng qua gầm cầu để hướng vào vành đai 3 giải phóng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, người dân di chuyển trong kỳ nghỉ lễ cần lựa chọn khung giờ và lộ trình phù hợp. Ngoài ra, các tài xế cũng được khuyến cáo cần tuân thủ luật giao thông và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.